Vâng, em xin chào các bác nhé, và em xin chào anh khách đây, để em xem đơn một cái. Anh khách này thì đặt cái cặp Kenwood này bên em rồi này. Anh khách này thì ở ở thành phố Hạ Long nhá. Đấy. Anh này có đuôi số điện thoại là 218. Anh Hiền có đuôi số điện thoại 218, thì sau đây em tiến hành test bàn giao cho anh ấy cặp Kenwood này nhá. Đây nhá, SG55 này. Anh nhận hàng thì chắc cho em số series của nó là 759 này, 759 này. Đấy, bên em sẽ test từng loa một nhá. Đấy. Bát vào chơi này, test về không này, đó là đây là nguyên tiếng bát này nhá. Thư từ thành đô em gửi đi qua miền rừng cao. Ok nhá, đây là bát nhá. Bắt đầu bát về không này. Đép lên này. Bên rừng bên suối bên đồi. Đô thành còn vui như ngày xưa. Lâu rồi mà anh chưa về thăm. Vậy làm test xong một chút nhá, em chuyển trước còn lại này. Trả lại cân bằng này. Đó, bây giờ em sẽ chuyển trước còn lại. Đây nhá, nhạc lên này. Bass chưa này. Đây phải không này. Có hỏi em rằng chừng nào em lớn như anh, đường tình em sẽ thương ai. Bây giờ thì em cao bằng anh, thương thời chẳng thương ai bằng anh. Thương anh muốn được là người tình cho em hết, còn buồn một mình như lần em đợi người thương. Ok nhá, vậy là bát này, bây giờ tép vào này. Tép lên này. Bát phải không này. Dạ vâng nha. Đấy thì vừa rồi là em đã test bàn giao xong cho anh cái cặp bát test vào lên ok rồi nhá. Đấy. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đóng hàng và gửi hàng cho anh nhá. Vâng, cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm ở bên em. Bác nào đang có nhu cầu như bác khách ở Hạ Long này thì có thể alo cho bên em nhá. Đấy, nhà em thì rất nhiều sản phẩm, loa rồi âm ly, rồi giải mã, công suất, đấy, dây loa rồi nói chung là vô biên. Bác nào cần sản phẩm nào thì cứ có thể alo trực tiếp qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Vâng, xin chào các bác.